Tiền tiêu thì vẫn tiêu hàng tháng, nhưng vào một buổi chiều trên đường về nhà vẫn cứ đang phiêu như thường thế mà. Đừng phải tình yêu khiêm lướt nhẹ qua, không bị chơi chóc nhưng đầu óc thấy lạ. Em từ đâu rơi xuống đây tự thiên thần chế.